Rồi ok, hello game và chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Chào cả chị em. Thứ bảy rồi các bạn ạ. À. Thứ bảy rồi thì sao nhỉ? Thì thử thách cấm cười. Và hôm nay sẽ là một video khá là đặc biệt, tại vì mình sẽ xem ngẫu nhiên các video vui vẻ trên mạng mà không có sự chuẩn bị trước, để xem là liệu cái việc xem một những cái video ngẫu nhiên như thế thì nó có đem lại cho chúng ta một video thử thách cấm cười vui vẻ hay không. Và đừng quên là nhấn đăng ký kênh nhé, tại vì có đến hơn 70% các bạn xem video mà chưa nhấn đăng ký kênh, thế nên là nhấn đăng ký kênh ngay để tăng respect. Ok, hôm nay giới thiệu ngắn gọn như thế thôi và không lằng nhằng nữa. What? À, chơi nhảy ngựa các bạn ạ. Bình thường là chơi nhảy ngựa mình thấy là có một thằng thôi, nhưng mà cái trò này là thanh niên đằng sau có vẻ là hơi vội vàng, thế nên là rúc vào đít thanh niên đằng trước, chắc là cảm thấy bờ mông ấy quá ngon thế nên là không kìm được lòng. Không hiểu chuyện gì xảy ra. À, đá bóng à? Đi xe đạp đá bóng à? Không phải lỗi của tôi, ok? Bẩn. May mà thằng kia nó nôn ra, chứ nó mà nuốt vào quả đấy thì... Thế không phải là cái bộ để mà bắn tốc độ à? Mà bắn tốc độ như thế này thì làm sao mà đuổi được cái con ngựa này, thì làm sao mà đuổi được các siêu xe đây? What the hell? Thơm ngon đến giọt cuối cùng đúng không? Đổ xăng là rất hay vì ăn bớt mấy trăm đồng. Giả sử mình đổ 50.000, nó chỉ đổ cho mình có 49.999 đồng thôi. Thế tao hỏi mày, 0.00001 đồng của tao đâu? Nhá, tiền nào cũng là tiền, ít nhiều thì nó vẫn là tiền. Ăn bớt thế là không được đâu. Có một lần mình nhớ là mình đổ 50.000, nó đổ cho mình có 49.400 mấy ấy. Mà thôi, chẳng nhẽ là đứa lại cãi nhau đúng không? Thế thôi, bỏ qua, đúng ra là phải như thanh niên này. Ông này buồn cười. Ông ném bóng vào người ta, ông không giả vờ mù, ông không giả vờ là quay đi chỗ khác hay như nào, ông lại giả vờ bị què. Liên quan đâu, què thì cái tay vẫn ném được mà, vừa va vừa vẩn. Có phải là anh ném bóng vào người tôi không? Không, anh hiểu nhầm rồi, tôi bị què nên tôi không thể ném bóng vào người anh được, hiểu không? Và các bạn này, để ý nhá, cái áo này là áo Never Give Up, viết tắt là ngu. Bảo sao mà rất ngu. Vâng, đấy là cái lý do người ta bảo đàn ông chúng ta là không bao giờ lớn cả, đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác thôi. Hợp lý. Có cái gì buồn cười đâu nhỉ? Chưa có cái gì buồn cười cả mà cứ cười sằng sặc lên. Bực hết cả mình ạ. Để im tao xem. Cày thế nhỉ? Đang phỏng vấn, cả đời được lên TV có một lần, đang nghiêm túc trả lời, đẹp dai, vút keo các kiểu, thế mà thằng nào nó lại ném cái bọc giấy chùi đít vào mặt mình, thế đâu mới cay. Người đại diện của nhãn hiệu nhá các bạn, chuẩn đét luôn. Tin người hiểu không? À, không, tôi nhầm.
tế là tôi nhầm. Đấy, thế mới bảo là phải xử lý thông minh như thế. Giả sử mấy anh trộm đấy, trong lúc mà đi ăn trộm chẳng hạn, nó lấy nhầm thì vẫn có thể xử lý bằng cách là tôi đùa tí thôi, xong về sau lúc đấy là mấy ăn trộm thật, nó hiệu quả vãi lìn luôn các bạn nhở. Ấn Độ đúng không? Lại là mấy thanh niên Ấn Độ. Thế hiểu sao lại có cái trò đi cắt tai nghe người ta. Được mình thế nhở? Sao lại không nghe thì cái gì nhở? Ok, và sau đây mình sẽ dạy mọi người cách để mà nói dừng lại theo các thứ tiếng khác nhau. Đầu tiên là tiếng Anh. Stop it. Ok. Tiếng Trung Quốc. Para. Прекрати это. Ут на. Tiếng Thái dừng lại là ụt na. Yamete. It was at this moment that he knew he fucked up. Yamete. Ơ thế dừng lại ở tiếng Nhật là yamete à? Cái này không biết đâu nhá. Nhưng mà thật sự là mình có biết cái từ này. Và từ này còn cả một vài từ như kiểu là Chimoki này. Hoặc là từ... còn cả từ Iku nữa các bạn ạ. Đấy, mình cũng ham học hỏi phết đấy. Đùa đâu. Cày chín nhờ. Đang định ôm ăn mừng, đội mình chiến thắng rồi, thế mà nó lại không cho. Hai em như thế này mà được ôm cả hai vào lòng thì chiến thắng này còn tuyệt vời, còn ngọt ngào hơn nữa các bạn ạ. Ok, những tình huống như thế này thì thật sự là mình không nhìn được chứ. Mình không nhìn được, mình cố rồi, mình không nhìn được. Múa ba lê cái què luôn các bạn ạ. Ok, ok anh Rai. Anh khỏe. Anh khỏe anh. Đồng ý anh. Nhảm nhí nó chịu được. Con mèo kiểu what? Mày cười cái gì? Mày không thấy là tao đang không thể tự liếm được chính cái đít của mình à? Đấy là sự sỉ nhục loài mèo. Không hiểu mày cười cái gì cả. Loài người không thể hiểu được cảm giác là không thể tự liếm được cái đít của bản thân nó nhục nhã như thế nào đối với loài mèo đâu nhá. Ok, và video tiếp theo chúng ta sẽ đến với video siêu hùng giải cứu thế giới. Ôi dồi ôi, quái vật các bạn ạ. Hi, người thì to mà đầu bé như... Chắc là ngu lắm đây các bạn ạ. Tại vì não bé là ngu rồi. Alo, где ты шляешься? У нас, между прочим, инопланетная... Đây các bạn ạ, câu hỏi bấy lâu nay của tôi đã được giải đáp trong video này. Trong lúc đánh nhau, nếu như siêu nhân biến hình thì quái vật làm gì? Thực ra là quái vật lúc đấy là có thể là đứng tàn phá một vài cái thành phố xung quanh kiểu kiểu như thế này. Đấy, đơn giản chỉ là như thế thôi. Đang đánh nhau nhưng mà rất fair play, vẫn để cho đối phương có thời gian để gọi điện. Ok, cậu yên tâm, cứ đi đi, cứ cố gắng cầm cự. Tôi đã cử vợ tôi đến để điều khiển phụ. Cử vợ của sếp đến luôn ạ. Căng, để xem diễn biến tâm lý đằng sau câu chuyện là như nào nhé. У меня сломана нога. Лежу сейчас в больнице. Разбирается во всех пушках. Да мы учились с ней вместе. Tiện thể, nhớ để ý vợ tôi. Cậu không được làm gì đâu đấy. Nhớ, câu chốt hạ là không được làm gì. Ok chưa? Vì đây là vợ của sếp mà nhá. Послушай, мы так не... Здравствуйте, я Лена, жена вашего... Нет времени знакомиться. Включайте пушки. Ok,
này cơ mà. Ok không ạ? Vợ của sếp thế này cơ mà. Tôi nghĩ là câu chuyện sẽ không dừng lại đây đâu. Chờ mà xem. Hỏng rồi. Thôi chết tôi rồi. À không. Các bạn không được hiểu nhầm. Vụ này chỉ là sau chiến thắng mọi người ôm nhau để vì vui quá nên ôm nhau chứ không có chuyện gì. Không được hiểu nhầm nhớ chưa? Tại sao lại ôi em vui quá chúng ta thắng rồi? Chúng ta là vợ của sếp mà tại sao lại gọi này thằng này là anh? Tại sao lại xưng hô là em nhỉ? Ты молодец. Ты спасла жизни миллионов людей. Без тебя я бы не справилась. Thôi, khi mà giai điệu này cất lên, tôi đã mường tượng được câu chuyện sau này sẽ như thế nào rồi. Это моя жена и мой лучший друг. Они отличная команда. Я знал, что у них все получится. А что это он делает? Не знаю. What the hell? Con robot nó bị làm sao các bạn ơi? Con robot nó bị chập mạch rồi. Đang đứng yên mà lại rõ ràng bị chập mạch. Chắc là kiểu ăn mừng thôi. Hay nó đang tập thể dục. Đúng rồi, chắc là đang tập thể dục. Chứ là может быть в датчиках движения запутался. А выглядит как будто. Нет, я уверен, что там просто какие-то неполадки. Сейчас я другу перезвоню. Алло. Đúng ra thì nên cởi bộ đồ điều khiển ra thì đỡ bị lộ, đúng không? Алло. Что вы там делаете? Да мы ничего такого не делаем. У нас всё хорошо. Сейчас же передай Лене трубку. Да. Алло? Алло, Лена. Всё хорошо. Мы дерёмся с монстром. Đấy, các bạn thấy không ạ? Hai người đánh quái vật xong mệt, thở dốc hết, nói chuyện thở dốc lắm. Не мешай. Лена, что ты врёшь? Не из окна больницы всё видно. Суки, ой! Я всё равно всё вижу. Buồn cười nhỉ? Tất nhiên là phải đổi tư thế rồi. Tập thể dục nó có rất nhiều tư thế để tập thể dục với cả ăn mừng mà, đúng không? Tập thể dục mãi một tư thế làm sao mà được? Thế nó không hiệu quả. Rồi ok, và vừa rồi chúng ta đã xem rất nhiều video vui vẻ. Và đấy các bạn ạ, lại còn xem cả một video siêu anh hùng nữa. Và câu trả lời, và sự thắc mắc của mình là trong lúc mà kiểu đánh nhau mà siêu anh hùng biến hình thì quái vật làm gì? Quái vật fair play, đứng im không làm gì cả nhá. Nói chung là nó có cái tinh thần trượng nghĩa. Và đấy, sau đấy thì họ đánh quái vật xong thì họ cũng ăn mừng, rồi cũng tập thể dục. Được rồi, thì nếu mọi người thấy thích cái chuyên mục Thử thách cặp cười này, đừng quên là nhấn like cho video và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình sớm đạt được 1.300.000 cái đăng ký nhá. Mình sẽ cố gắng duy trì video Thử thách cặp cười và cũng rất mong là mọi người nếu thấy những video hay thì hãy gửi về Facebook cho mình để mình có thể tổng hợp lại và làm tiếp các chuyên mục Thử thách cặp cười tiếp theo. Ok. Rồi, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.